Sau hơn một tháng ảnh hưởng bởi mưa bão lớn, nhiều hộ dân trồng hoa đào tại làng Đào Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã mất trắng hàng tỷ đồng. Thời gian chờ khôi phục vườn đào đã chết sau lũ lại khá lâu. Nhiều hộ dân đã chuyển sang trồng các loại hoa ngắn ngày để có thu nhập trước Tết. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC14. Mọi năm vào thời điểm này, các nhà vườn đã tất bật chuẩn bị tuốt lá, kích thích đào ra hoa, chờ bán Tết. Thế nhưng năm nay không khí trong làng ảm đạm vì gần 1/3 diện tích đào Nhật Tân đã chết sau nhiều ngày chìm trong nước lũ. Trước tình hình không có hoa đào để bán, Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Tổng hợp Nhật Tân quyết định trồng cây hoa cúc cho đợt Tết lần này. Để kịp cho cái vụ tới, vụ Tết, mà cả thai là không để đất trống thì tôi cũng chuyển đổi cái cây trồng là phải chuyển đổi sang trồng cái cây cúc ngắn ngày để phục vụ Tết, để có cái nguồn thu nhập cho gia đình. Thì cơ bản là đang là cái cây đào bây giờ chuyển đổi sang cái giống cây cúc khác, ví dụ như là thứ nhất là cái dàn lưới này chẳng hạn, đấy cái dàn lưới để đan này đấy, thì là như cây đào không có điện chẳng hạn, nó phải tắt điện, cái này phải tắt điện cả đêm, đào thì cũng không có đấy, cơ bản như cây cúc là phải có điện thì nó mới kịp được cái vụ Tết đấy, cơ bản chi phí nó sẽ cao hơn. Cũng giống ông Chiến, gia đình ông Sử cũng dồn hết nỗ lực vào việc trồng su hào. Ông mong rằng vụ hoa màu mới trồng sẽ kịp bán trong dịp Tết sắp tới để có thể bù đắp phần nào thiệt hại do lũ gây ra. Bởi vì là cái thu nhập chính của chúng tôi là về trồng đào. Thế cho nên là qua cái vụ lũ lụt này nên là cây đào thu nhập chính thì đã hỏng hết. Nên là bây giờ chúng tôi chuyển sang cái trồng những cái cây rau hoặc cây hoa ngắn ngày để mà có cái thu nhập cho cái cuộc sống và lấy cái vốn để phát triển tiếp. Chúng tôi mới quyết định là thôi trồng cái cây su hào, bởi vì cái su hào này chỉ trong vòng 35-40 ngày thôi là được thu hoạch rồi. Thế vừa có cái mình sử dụng và vừa có cái cung cấp cho thị trường nó được kịp thời. Do số lượng đào bị hỏng rất lớn, người dân buộc phải chặt bỏ hết. Nhiều hộ không còn đủ kinh phí để nhập giống đào mới vì giá lên tới 20.000 đồng một gốc đào. Trước thiệt hại lớn về sản xuất hoa nông nghiệp, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ đã kiến nghị thành phố hỗ trợ người trồng đào quất ở Nhật Tân, Tứ Liên bị mất trắng với 60 triệu đồng một hecta đào và 90 triệu đồng một hecta quất. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân phường Nhật Tân cũng khuyến khích người dân dọn dẹp, cải tạo đất canh tác và tái cơ cấu sản xuất kịp thời vụ dịp Tết Nguyên đán năm 2025. Với góc độ chủ trương của Đảng ủy thì cũng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phối hợp với các xã tìm cách tuyên truyền vận động nhân dân là cải tạo lại đất và dọn dẹp những cái cây đào mà bị chết, và sau đó thì tuyên truyền vận động nhân dân tìm cách là trồng và sản xuất những cây hoa ngắn ngày để phục vụ vào dịp Tết Nguyên đán này. Theo thống kê của Hợp tác xã Nông nghiệp Nhật Tân, 31,3 hecta trồng đào bị chết khô, 0,5 hecta quất cảnh và 10 hecta hoa màu bị thiệt hại sau khi nước rút. Có lẽ Tết này thủ đô Hà Nội sẽ vắng đi sắc thắm của những cành đào quen thuộc. Còn với người dân phường Nhật Tân, Tết này họ chỉ mong muốn có ít thu nhập để trang trải cuộc sống từ những luống hoa mới của mình. Thưa quý vị, từ 15 giờ hôm nay ngày 17 tháng 10, giá xăng giảm nhẹ từ 99 đến 116 đồng một lít. Trong đó, giá bán lẻ xăng RON 95 giảm về dưới 21.000 đồng một lít. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu và không chi sử dụng quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu. Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa quyết định giảm giá bán lẻ xăng RON 95 ở mức 99 đồng một lít về còn 20.962 đồng một lít. Giá bán lẻ xăng E5 RON 92 giảm 116 đồng một lít về còn 19.730 đồng một lít. Giá dầu diesel giảm 179 đồng một lít về mức 18.321 đồng một lít. Giá dầu hỏa bán lẻ giảm 163 đồng một lít về còn 18.627 đồng một lít. Giá dầu ma rút tăng 179 đồng 1 kg lên 16.090 đồng 1 kg. Theo Bộ Công Thương, hiện tại, dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây không sử dụng quỹ.
Đầu giờ sáng 17 tháng 10, phà thay thế cầu Phao Phong Châu đã bị quá tải do lượng người ở hai đầu của huyện Lâm Thao, Tam Nông, Phú Thọ đi làm tăng lên đột biến. Việc ùn tắc kéo dài còn có nguyên nhân là chỉ một trong hai phà MPT 60 tấn hoạt động. Việc ùn tắc sáng 17 tháng 10, theo người dân, có thể do nguyên nhân là chỉ chạy một phà không hoạt động dẫn đến quá tải. Việc vận hành phà hai chiều theo quy định bao gồm người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, các loại xe mô tô ở hai đầu phà. Thời gian mỗi chuyến khoảng 15 đến 20 phút. Tại hai đầu phía Lâm Thao và Tam Nông, lực lượng công an và các lực lượng khác phối hợp điều tiết, phân luồng và hướng dẫn người dân đi xuống phà. Phà quân sự do Lữ đoàn 249 binh chủng công binh vận hành, mỗi chuyến chở được khoảng 50 người và phương tiện. Trong khi ngồi trên phà di chuyển qua sông, quân đội yêu cầu 100% người dân lên phà qua sông Hồng phải mặc áo phao và tuân thủ sự hướng dẫn, điều tiết của các lực lượng chức năng. Mới đây, Công an thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố 2 vụ án, 2 bị can Vũ Văn Tuấn, 29 tuổi và Đào Văn Lập, 35 tuổi, đều trú tại phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Trước đó, Công an thành phố Quảng Ngãi phối hợp Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ của ông Vũ Văn Tuấn và cơ sở sản xuất giá đỗ của ông Đào Văn Lập. Qua kiểm tra thu các mẫu giá đỗ phát hiện hóa chất kích thích tăng trưởng. Khi sử dụng vào cơ thể con người, hóa chất kích thích tăng trưởng có thể gây ngộ độc cấp tính, gây tổn hại đến sức khỏe người dùng. Đầu năm 2024, hai cơ sở của Vũ Văn Tuấn và Đào Văn Lập đã bị Công an tỉnh Quảng Ngãi phạt mỗi cơ sở 40 triệu đồng về hành vi sử dụng chất hóa chất ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm và đình chỉ hoạt động sản xuất giá đỗ trong thời hạn 2 tháng. Cuối năm 2023 đến khoảng giữa năm 2024, tỉnh Cà Mau ghi nhận hơn 12.000 lượt tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát. Thời gian gần đây, tình trạng tàu cá mất kết nối giảm mạnh nhưng vẫn ghi nhận hàng trăm lượt. Báo cáo về rà soát xử lý vi phạm trong chống IUU của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau thể hiện, từ tháng 10 năm 2023 đến giữa tháng 5 năm 2024, tình trạng mất kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá từ 6 giờ đến dưới 10 ngày là khoảng 12.015 lượt. Từ khoảng giữa tháng 5 năm 2024 đến khoảng cuối tháng 9 năm 2024, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau ghi nhận 449 trường hợp tàu cá mất kết nối, trong đó có 24 lượt tàu cá mất kết nối từ 10 ngày trở lên. Cũng theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh này, từ tháng 10 năm 2023 đến nay, phát hiện 42 trên 43 tàu cá liên quan đến vi phạm, tháo, không duy trì, vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình. Tại huyện đảo Kiên Hải, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang tổ chức tuyên truyền phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người và chấm dứt tình trạng bao chiếm, bảo kê bờ biển, bãi biển. Hướng dẫn tìm hiểu những điểm mới của luật đất đai năm 2024. Tại buổi tuyên truyền lần này, cán bộ chuyên trách Bộ đội Biên phòng đã phân tích rõ hơn để người dân hiểu vì sao lại gọi là IUU. Trong đó nói rõ thế nào là khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Thế nào là cảnh báo thẻ vàng, tại sao Ủy ban châu Âu lại áp dụng thẻ vàng đối với ngành thủy sản nước ta. Những ảnh hưởng, hệ lụy nếu Việt Nam không tháo gỡ được thẻ vàng, nếu EC cấm nhập khẩu mặt hàng thủy hải sản của Việt Nam vào thị trường châu Âu. Uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế sẽ không còn nếu như ngư dân Việt Nam vẫn tiếp tục cho tàu cá khai thác trộm hải sản trên vùng biển các nước láng giềng. Đó là một vi phạm về lực của nguồn lợi hải sản, nó rất là nghiêm trọng, cho nên là riêng bản thân tôi là tuyệt đối không bao giờ để mà sử dụng xung điện và chất nổ. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tuyên truyền đến người dân nhận diện các hành vi được xem là buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép, bao chiếm, bảo kê bờ biển, bãi biển, không tham gia, tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại qua lại biên giới, xuất nhập cảnh trái phép, các hành vi chống người thi hành công vụ, vận chuyển hàng hóa trái phép và các hình thức xử phạt theo quy định của pháp luật. Những việc người dân cần tuân thủ để góp phần phòng chống có hiệu quả hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, phòng chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép, bao chiếm, bảo kê bờ biển, bãi biển.
thì Hội Nông dân xã Đại Sơn cũng đã có định hướng bà con chuyển từ ngành nghề khai thác qua nuôi trồng các nguồn lợi thủy sản khác nhau bằng hệ thống kết nối các lồng bè thủy sản. Bên cạnh đó thì cũng phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng đóng trên địa bàn, tập trung vào công tác tuyên truyền cho bà con ngư dân hiểu được cái tầm quan trọng của cái việc là nuôi trồng thủy sản để mà tái lập lại cái nguồn lợi thủy sản, tránh việc khai thác tận diệt và tránh khai thác IUU trên địa bàn của xã. Cơ quan công an cũng tuyên truyền rất nhiều nội dung liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, các hình thức xử phạt, mức án đối với từng hành vi, đồng thời kêu gọi bà con phát huy tối đa tinh thần toàn dân tham gia tố giác tội phạm, không bao che, tiếp tay cho tội phạm. Kêu gọi mọi người dân tích cực tham gia, chung tay, chung sức, đồng lòng thành lập nhiều tổ phòng chống tội phạm, tổ bảo vệ an ninh xóm, ấp, khu phố. Chủ động phòng ngừa, dạy bảo con em tránh xa các tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy, chất cấm. Với những nội dung hết sức là ý nghĩa và giá trị thì hôm nay tôi đã tiếp thu rất là đầy đủ. Khi chấp đủ qua đó thì tôi sẽ về quán triệt, triển khai đơn vị, tiếp tục đi tới từng hộ gia đình, từng chủ phương tiện, rồi các ấp trên cái địa bàn của xã An Sơn, Nam Du để tuyên truyền cho bà con nhân dân. Qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho chủ tàu cá, thuyền trưởng, ngư dân và người dân về chống khai thác IUU, hoạt động của các loại tội phạm, nhất là hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người, tình trạng bao chiếm, bảo kê trái phép các vùng biển, tuyên truyền cho người dân hiểu thêm những điểm mới của luật đất đai năm 2024.